Nguyễn Bảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang ngồi trước màn nhỏ theo dõi chương trình Thấu lý thông tin được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Quý vị thân mến, chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Chương trình lên sóng mỗi ngày với mong muốn sẽ kết nối các chuyên gia và luật sư cùng với tất cả quý vị khán giả để cung cấp thêm cho quý vị những kiến thức cơ bản liên quan đến pháp luật. Qua đó thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu như mà gặp phải những trường hợp những tình huống tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết cách xử lý làm sao cho nó thật ổn thỏa quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất vui được mời đến đây luật sư Phan Hòa Nhật đến từ đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Quý Bảo xin được gửi lời chào đến luật sư ạ. À, xin chào Nguyên Bảo, xin chào quý khán giả xem đài ạ. Và thưa quý vị, vẫn như thường lệ thì mỗi tập phát sóng thì chúng ta sẽ bàn về một chủ đề khác nhau. Và chủ đề trong ngày hôm nay là sẽ bàn về việc nếu như mà cái trái rơi trúng vô cái kính ô tô thì cái người trồng có phải bồi thường hay không? Và với chủ đề này thì chúng tôi cũng nhận được một bức thư của vị khán giả đã gửi về cho chương trình với nội dung như sau và nhờ luật sư có thể tư vấn giúp cho vị khán giả này. Tôi có đầu ô tô bên đường để vào một cửa hàng đối diện mua sắm. Khi mà quay trở lại, thấy kính bị vỡ do cây sầu riêng chính của nhà dân rơi vào. Chủ nhà bảo tôi tự ý đậu xe ở đây nên không liên quan đến trách nhiệm. Tôi có nói với họ rằng chủ nhà được quyền trồng cây trong khuôn viên gia đình nhưng phải tia cành nếu như mà để tán cây xòe ra ngoài đường phải chịu trách nhiệm bồi thường. Họ cho rằng ngoài đường có nhiều chỗ đậu khác, tôi tự chọn chỗ đậu nên thiệt hại đó là do lỗi của tôi. Vậy trong trường hợp này, chủ nhà, tức là người trồng cây sầu riêng đó có phải bồi thường cho tôi hay không? Nhờ luật sư có thể giải đáp. Tôi luật sư, trước khi mà mình trả lời thắc mắc của bức thư vị khán giả gửi về trên chương trình, thì cũng muốn hỏi luật sư là pháp luật có quy định như thế nào về việc dừng xe và đổ xe hay không ạ? À? Uh, dừng xe và đổ xe là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau mà người dân thì cứ hay nhầm lẫn yeah. à, theo quy định của luật uh, giao thông đường bộ năm 2008 nghìn thì khái niệm dừng xe tức là trạng thái xe dừng lại đứng yên nhưng mà trong một cái khoảng thời gian yeah. còn nếu mà đổ xe thì coi như là cũng dừng xe cũng xe đã đứng yên rồi uh, nhưng mà không có một cái khoảng thời gian và không có người à, ở bên trong à, không có yeah. người uh, thì uh, đó là hai cái khái niệm khác nhau như trường hợp của lá thư này uh, thì uh, đã uh, Đổ xe. đổ xe rồi, yeah. à, vì cái người trong xe đã di chuyển vào siêu thị rồi. Yeah. À. thì trong trường hợp này nó là như vậy. Yeah. Nhưng mà trong trường hợp này thì vị khách giả có nói là họ uh, dừng xe lại đổ xe để uh, vào một cái cửa hàng mua đồ thì cái chỗ này nè là họ có được phép tự ý đậu xe hay không? nếu mà để coi cái câu chuyện là họ được phép đậu xe hay không á, ngay cái chỗ vị trí đó, à, dạ. ngay cái vị trí đó thì mình chắc mình phải mô tả rồi, dạ. thì mình mình phải phân biệt được. Nếu mà trong cái trường hợp mà cái uh, uh, cái cái anh này mà nếu đậu xe trên cái phần diện tích đất mà uh, được nhà nước đó là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc cái giấy uh, chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ nhà, tức dạ. là đậu trong sân nhà nó đó, 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 thì là anh đậu không đúng chỗ rồi yeah. à, chủ nhà có quyền à, mời anh đó là đậu chỗ khác yeah. còn nếu mà cái việc mà anh anh cái anh lái ô tô này đậu trên cái phần đường à, là lòng đường à, à, giao thông đường bộ thì phải coi căn cứ là cái chỗ đó có, có bị cấm hay không có cấm hay không yeah. có cấm dừng có cấm đổ hay không nếu mà không cấm dừng không cấm đổ thì anh có quyền là à, có thể đổ đó để thực hiện cái việc đi mua sắm bên trong là chuyện bình thường yeah. à, chứ coi chứ còn mà nếu mà không thuộc cái phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ nhà thì việc dừng đổ ở cái phần lòng đường hè đường mà không có biển cấm dừng xe đổ xe thì việc dừng đổ là chuyện bình thường và yeah. đúng quy định pháp luật vậy tiếp tục thì chúng ta sẽ nói về việc mà trồng cây ven đường thì à pháp hả? luật có quy định như thế nào về việc trồng cây ven đường hay không ạ à? cái việc trồng cây ven đường thì theo quy định của pháp luật về dân sự thì cái người dân được quyền sử dụng cái phần đất uh, trên cái diện tích của họ được cấp giấy và uh, là kể cả cái khoảng không uh, theo phương thẳng đứng uh, yeah. bảo hình dung uh, cái gành đất mình tới đâu thì mình được sử dụng cái khoảng không ở phía trên tới đó như vậy thì cái việc mà trồng cây ở đây thì theo như tôi hình dung á có thể là cái gốc cây á uh, thì nó nằm trong cái phần diện tích đất của cái chủ nhà này yeah. nhưng mà khả năng rằng là cái tán cây đó, nó cây là cây ăn trái mà cây ăn yeah, thì cái tán nó, nó to nó rộng nó có thể chồm ra cái phần đất vậy thì ứng với theo quy định pháp luật nếu mà mình mô tả vậy nha thì cái phần cây chồm ra thì nó đã không có đảm bảo về độ an toàn cũng như là cái việc là quy định về cái việc được quyền sử dụng cái khoảng không Yeah. ở phía trên của cái chủ đất này tức là họ chỉ được sử dụng cái khoảng không ở trên cái từ cái phương thẳng đứng xuống thôi yeah. nếu trường hợp mà cái trồm ra ngoài rồi thì để là cái việc mà trồng cây nó không đảm bảo quy định pháp luật Vậy mình nếu mà bây giờ quay trở lại với trường hợp của vị khán giả chia sẻ thì trái sầu riêng của cái người trồng á nó rơi vào trúng xe và nó làm bể kính thì trong trường hợp này pháp luật sẽ xử lý như thế nào và cái chủ mà trồng cây sầu riêng đó có phải bồi thường hay không ừ, cái nếu này... như mà cái cành cây đó nó rơi qua nó đưa ra ngoài đường cái này mình sẽ phân tích dựa trên hai cái quy định pháp luật này nha dạ yeah. thứ nhất á là cái thiệt hại do cây cối gây ra đó thì là cái chủ sở hữu cái người chiếm hữu cái cây đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dạ yeah. cây có có thể là ngã đổ cây trái rụng nè vân vân như vậy thì chỉ trừ cái trường hợp nó có hai điều luật nha đó là trừ cái trường hợp mà cái lỗi thuộc về phía người bị hại yeah. cái người bị thiệt hại đó, hoặc là sự kiện bất khả kháng nha. Như vậy thì trong cái trường hợp này cây mà trái mà nó rụng nó tự rụng thì tôi cho rằng đây không phải là trường hợp bất khả kháng. Yeah. À, như vậy thì để coi có đền hay không đó thì phải xét tới cái yếu tố lỗi của cái người bị thiệt hại này là họ đã dừng đổ xe đúng chỗ chưa? À, và nó còn một yếu tố nữa nha, nguyên bảo cái chủ đề này nó phải nói là nó hay nó và khá là rộng, uh, nha. Yeah. Yeah. À, phải phân tích như thế này. Nếu việc trồng cây Yeah. mà cái tán cây nó đưa ra bên ngoài mà chủ nhà không thực hiện các cái biện pháp tỉa cành cho nó gọn lại trong cái phần diện tích đất của họ dẫn đến cái việc rụng và gây thiệt hại cho người khác thì họ phải đền yeah. họ phải đền rồi đó ờ, nhưng mà họ đã thực hiện cái việc tỉa cây tán cây rồi ờ, mà cái uh, cái ô tô này lại đó là đậu nó cũng đúng nữa ờ, như vậy thì uh, được Tạm thời là được là đánh giá là Bất khả kháng, kháng. Yeah. Thì coi cái việc này thì uh, Có thể là nếu nói về pháp luật Thì chủ cây sẽ không đền Tại vì phần tàn cây đó đã được tỉa gọn gàng thôi Còn nếu đúng như cái lời Mà cái anh uh, lái ô tô mô tả Là chủ cây đã không thực hiện Cái nghĩa vụ tỉa cây Làm gọn thân cây yeah. uh, Và để cây chồm ra ngoài phần đường Vậy vậy khả năng cao Theo mô tả của lá thư này Thì cái chủ cây này phải đền đó Dạ. Yeah. thì uh, nguyên bản cứ, cứ cứ hình dung đi, trồng cây mà uh, để chồm ra phần đất công, đất lòng đường mà để cho gây thiệt hại cho xe khác thì khả năng đền thì tôi cho rằng là cái chủ cây là phải phải đền, nếu không thực hiện cái nghĩa vụ tỉa tán. Dạ, yeah. thật ra chủ đề này cũng khá là rộng. Bây giờ mình đặt thêm một cái trường hợp nữa, nếu như mà trái cây nó không có tự rụng mà do cái người chủ họ leo lên cây, họ hái mà họ vô tình họ rớt trúng xuống xe người ta thì có đền hay không? nếu mà cũng là sự vô tình nha không cố ý dạ yeah. <laughs> cũng là sự vô tình nhưng mà cái việc mà gây thiệt hại như vậy đó ở đây không cần phải là lỗi cố ý nha yeah. miễn có gây thiệt hại cho người khác và nó không thuộc trường hợp là lỗi của bên kia bên thiệt hại và cũng không thuộc trường hợp bất khả kháng thì cái người mà vô tình đó vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Yeah. ở đây trách nhiệm bồi thường thiệt hại nha. Yeah. À, chứ còn mà nếu mà còn những cái chuyện mà còn cố tình nữa <laughs> là lại là một cái <laughs> là vi phạm nữa một cái yếu tố pháp luật khác nữa rồi. Yeah. Nha. Vậy bây giờ liên quan nguyên bảo lại tiếp tục mở rộng thêm một câu hỏi nè. Rất nhiều cái câu hỏi mà nguyên bảo thấy là à, xảy ra nhã nhã hàng ngày của chúng ta luôn là cái việc mà người khác đậu xe trước nhà mình, mình có quyền cấm họ đậu hay không? À, người khác đậu xe trước nhà mình. Yeah. à thì cái câu trả lời nó lại uh, đúng với cái phần mà luật sư Nhật vừa phân tích ở trên uh, mình chỉ có thể là cô động và lặp lại thôi nha nguyên bản yeah. tức là cái phần mà đất ở phía trước nhà đó nếu mà phần đất đó thuộc phần đất của mình được nhà nước cấp uh, công nhận cái giấy trong cái giấy chứng nhận quyền sử đất tức là trong phạm vi thuộc cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đã được cấp thì mình có quyền là yêu cầu họ là dời xe đi đất yeah. của mình Còn nếu mà phần đất đó là lòng đường, là hè đường thuộc cái là uh, hành lang, là đường bộ thì uh, lại là phụ thuộc vào cái việc quản lý của cơ quan nhà nước. Có yeah. cái có chỗ đó nó có uh, là có phải là có cấm dừng đổ không? À. Nhưng mà lưu ý một chuyện nghe nguyên bảo. Cho dù cái phần đất đó nó là uh, thuộc cái phần lòng đường, hè đường và cũng không có cấm dừng đổ luôn nhưng nó lại là ngay cái lối đi duy nhất của cái nhà bên trong, yeah. thì đương nhiên là cái chủ nhà đã có quyền yêu cầu di dời ra, vì uhm. đó là cái lối đi duy nhất. Yeah. À, còn nếu ngoài cái trường hợp mà là lối đi duy nhất thì là uh, cái phần chủ nhà bên trong đó không được quyền. Và tôi tôi cũng uh, thật sự cũng rơi vào những cái tình cảnh như vậy yeah. rõ ràng rằng cái phần đó cái phần lòng đường đó không phải là cái mình không có che ngay ngay cửa nhà người ta mình cũng đã từng bị đây em bị nhiều <laughs> lắm dạ. mình không có đậu ngay cái cửa mình đậu đã tránh cái cửa rồi và phần đó là phần lòng đường chứ không phải là phần đất của nhân của nhà người ta nhưng mà người ta vẫn ra đuổi mình thẳng thừng dạ. mà mình nhìn tới nhìn lui thì cái phần cái đoạn đường đó thì lại không có biển cấm dừng xe đổ xe Yeah. Vậy thì theo quy định của pháp luật mình hoàn toàn có có quyền làm gì như đó nhưng mà thật sự việc đó xảy ra nhiều yeah. cho nên thì cũng thông qua đây thì cũng mong là uh, những cái người có phần đất phía trong cũng rộng lòng uh, đối với những cái người mà đang phải đi ô tô mà có nhu, nhu cầu phải dừng đổ thật sự rất là khó khăn yeah. uh, thì uh, uh, mong quý vị khán giả cũng có lưu ý việc này rồi thêm một câu hỏi cuối cùng dành cho luật sư nữa nếu như mà trong trường hợp chúng ta gửi xe trong bãi giữ xe mà cái cây trái ở trong cái bãi giữ xe đó đó rơi trúng vô xe ô tô thì cái người giữ xe có phải bồi thường hay không uh, việc này thì uh, khẳng định luôn người giữ xe đó phải bồi thường yeah. lý do nè vì cái việc mà xe sau khi mà được đưa vào bãi đó rồi thì giữa cái bên gửi và bên giữ đã thực hiện với nhau một cái hợp đồng gửi giữ à, như vậy thì các cái thiệt hại liên quan đến tài sản được gửi giữ thì cái bên nhận giữ phải bồi thường thiệt hại yeah. khi xảy ra mất mát hư hỏng đó thì phải bồi thường Tại yeah. vì họ đã được hưởng lợi dựa trên cái hợp đồng gửi giữ đó rồi yeah. đó. Thì hợp đồng đó có thể là uh, Bảo đang hình dung là, là Ủa đâu có ký cót gì đúng ừ. không nhà? Không, một cái phiếu giữ xe thôi yeah. Đó là một cái hợp đồng gửi giữ rồi đó yeah. à, Và như vậy thì Sau khi đã chuyển giao cái tài sản cho họ giữ rồi Thì việc họ phải bồi thường những cái thiệt hại Hư hỏng uh, Cho dù là bằng bất cứ nguyên nhân nào Ở trong cái khuôn viên đó Đó uh, và nói lớn hơn là mất mát yeah. thì phải đền phải bồi thường thiệt hại cho cái người giữ Mình rất là vì họ đã được hưởng lợi từ cái hợp đồng đã giữ đó yeah. à, cảm ơn luật sư rất là nhiều với những thông tin mà luật sư đã chia sẻ trong nội dung của chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là qua đây thì tất cả quý vị khán giả chúng ta cũng sẽ nắm thêm về cái việc mà chúng ta dừng xe cũng như là đổ xe hoặc là những quý vị khán giả chúng ta có trồng cây mà nó có đưa ra ngoài đường thì cũng nên cắt tỉa cẩn thận đừng để những cái trường hợp xấu nhất xảy ra thì lúc đó chúng ta xảy ra những cái việc mà tranh chấp cãi vã thì đó là điều không mong muốn trong cuộc sống của quý vị nhé và một lần nữa thì cảm ơn luật sư phan hoàng nhật rất là nhiều đã dành yeah. thời gian đến với chương trình và chia sẻ thông tin đến tất cả quý vị và của bạn cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay còn bây giờ thì nguyên bảo và luật sư phan hoàng nhật xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo xin chào ạ